Rồi, hello. Đại Bồ Giống Tiền Giang trân trọng chào cô chú anh chị nha. Hôm nay là ngày 4 tháng 12 cô chú anh chị. Thì hôm nay em cũng có về một lô bò mới ha. Đúng rồi, về hôm qua nhưng mà hôm qua em về bò tối quá cho nên em không có quay đăng ha. Hôm nay em giới thiệu hết với cô chú anh chị luôn nguyên cái lô bò được chốt ha. Thì nói chung cái lô bò được chốt này em về cũng được mười mấy con á, mười mấy con bò được chốt bự bự mập mập không ha. Bò em cũng tiễn tiễn chọn cho cô chú anh chị bò đẹp đẹp đi về nuôi mau lớn ha. Rồi trại bò giống Tiền Giang em ở chợ gạo, em ở xã Phú Kiết chợ gạo Tiền Giang nha. Thì nếu cô chú anh chị nào lúc trước mà có đăng ký kênh của em rồi thì có đợt em bị mắc cái kênh YouTube á. Thì cô chú anh chị nào nếu có xem được clip em hãy nhớ nhấn vào chữ đăng ký kênh ha. Rồi đăng nhấn vào chữ nhấn vô cái biểu tượng cái chuông á. Thì khi nào em có lên clip thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu vào video nha cô chú anh chị. Ở đây em có hai con 3B ha, còn nhiều là kem. Đó. Con 3B đầu chuồng rất quép ha. Để em quay ở trên này em quay xuống rồi em sẽ báo giá hết cho cô chú anh chị ha. Mười mấy con là con nào lấy mập mập không ha. Ở đây là bò cái, ở đây ba con bò cái ha. Bò cái ở đây thì mấy con bò cái này thì nói chung là nuôi sinh sản được nha cô chú anh chị. Giống như con này đi rất là dài đòn, con này cũng 10 tháng rồi, 10 tháng mười mấy tháng rồi đó. Thì con này nuôi sinh sản được ha, nhưng mà em bán hiện tại bây giờ em bán cái giá bò cạo luôn à. Đó bán thịt nhưng mà điều với mấy con này là nuôi sinh sản rất tốt nha, dậu qua rất là lớn đó. Em này thì giá chỉ có 11 triệu nha cô chú anh chị. Đó, rúng yếm đồ ngon lành luôn. Đó, bò cái tơ ha, bò cái tơ móng sò đồ ha. Nó rúng yếm lòng thòng luôn ha. Đó, con này thì nó cao khoảng 1m mười mấy ha. Nó qua nè, qua chà bá mấy con này thì sinh sản rất là ok nha, giá chỉ có 11 triệu thôi. Đó, còn mấy em này là em cái cạo nè. Đó, thì nói chung là một tuần là thứ năm với chủ nhật em có cạo bán hai chợ nha. Chợ một là cái chợ Phú Kiết, hai là cái chợ An Khương. Đó thì cô chú anh chị nào nếu mà ở trong tỉnh đó, nếu mà có cần dùng thịt hay hoặc là cũng đặt thịt để làm đám làm tiệc gì cứ alo ha, số điện thoại em để trên màn hình đó cô chú anh chị. Đó, giống như con cái cạo này nếu mà cô chú anh chị nào cần xài thì em để 9,5 triệu nè. Đó, 9,5 triệu ha, 9,5 triệu bò cái cạo nè. Giống như em này đi đó. Em này thì cô chú anh chị nào cần xài thì em để 8 triệu nè đó. Thì nói chung là ở đây em bắt về em có cạo bán chợ nha. Thì rồi nếu cô chú anh chị nào cần xài á, dặn nguyên con hay hoặc là bắt nguyên con em vẫn để cho cô chú anh chị ha. Hoặc là đặt 4-5 kg, 5-6 kg thịt để mà làm tiệc nhỏ nhỏ thì em cũng nhận hết nha. Đó, cô chú anh chị nào cần cứ alo em. Rồi, bắt đầu em giới thiệu mấy con đực nuôi nha. Đây, ba con đầu tiên nha cô chú anh chị. Ba con đầu tiên này chung một giá nè. Đó, đầu tiên là cái con đực kem trắng này ha, nó cao cũng tầm khoảng 1m bò nha cô chú anh chị. Đó. 1m bò. Đây là con kem xám, nói chung là mấy con này nó cao khoảng 9 tấc tới 1m. Nó thì ba em này thì nói chung là giá nè. Có con 3B này quá đẹp luôn á. Con 3B lưng dai nè. Thì nó tầm khoảng 9 tấc tới 1m nha cô chú anh chị. Đó, bò bao nhiêu thì báo bao nhiêu. Con bò này rất là đẹp nha. Đó, con bò 3B này rất là mập nè. Đó. Rồi kế lên là con siêu xám ha, có người ta kêu siêu cao quá. Nó cũng rất là mập nha. Đó, con nào lấy là mập lốt luôn, lưng dai nè ha. Nó thì mấy ba con này em để đồng giá cho cô chú anh chị là 13 triệu 500 ngàn một con ha. Đó,
con được kem trắng, kem Pháp, kem trắng với con sắm trâu đó, mập lút nha, cao khoảng 9 tấc tới 1 mét bò nha. Đó, con ba bê thì mập lút luôn, lút lường luôn á. Đó. Để cho cô chú anh chị giá chỉ có 13 triệu 500 một con ha. Rồi cô chú anh chị nào cần bò ít tiền mà đẹp, mẫu đẹp, mấy con này thì nó tại nó còn nhỏ tháng nha cô chú anh chị, mấy con này nó tầm khoảng 5 tháng rưỡi bò nha, nó khoảng 5 tháng rưỡi bò thôi, nhưng mà rẻ, rẻ mà đẹp đó. Cô chú anh chị nào cần cứ alo ha. Rồi nguyên đây, nguyên một lô lên đây 2 4 6 8 9 con ha, 9 con gồm 5 2 đúng rồi, 9 con là có 7 con kem với 2 con 3B ha. Đó, rồi bắt đầu 7 con này, 9 con này chung một giá nha cô chú anh chị. Đây em quay từng con ha, con đầu tiên nha. Đó, cái này con 13 triệu rưỡi nè. Giờ tới lô 9 con giá đồng giá ha. Quay từng con đầu tiên ha. Đây. Mấy con này thì nó cao khoảng 1m1 bò hết nha cô chú anh chị. Đó. Bò này thì 6 tháng mấy tới 7 tháng bò. Cao 1m1 bò hết, chân móng ngon lành luôn, chân đứng thẳng băng luôn ha. Lưng dai hở. Đó. Lưng dai mập lút ha. Rồi, đó, thấy không? Chân trụ đứng thẳng băng ha, mập lù. Con đầu tiên. Kem. Đó. Mấy con này thì nó kem nó cũng hơi trắng trắng nha cô chú anh chị, tại vì em mới vừa dọn chuồng tắm rửa cho nên lúc nào tắm lông nó cũng hơi sậm lại một chút xíu, nhưng mà khi khô nó sẽ trắng lên ha. Kem này trắng. Rồi, tới con thứ hai nha, con thứ hai. Mập lút luôn. Đó, con nào nấy là mập lút lường ha. Rồi này kem xám xám. Đó. Mập. Liền lạc bò ghê ha. Chín con chung một giá nha cô chú anh chị, chín con em để chung một giá, nhưng mà để em quay hết rồi em mới báo giá nha. Cô chú anh chị nán em ít phút đi. Đó, cô chú anh chị nào muốn kiếm bò ok đẹp thì nán lại em ít phút nha. Bò này bò mập mập không à, em cũng lựa dữ lắm á. Đó, đúng hôm qua là về, hôm qua nhưng mà bò rút rài là kiếm bò cũng hơi khó nha. Đó, em phải chạy tuốt qua bên cồn em kiếm mới có nha. Rút rài sao ai cũng qua cồn quá trời, đi qua cồn gom bò về dọc đường thấy đám giỗ mà có thê gánh hát nữa, ghé coi luôn tới tối mới về. Nó chơi với cô chú anh chị chứ hôm qua về hơi tối cho nên không có quay kịp. Rồi con thứ hai ha. Rồi con thứ ba đây, con nào con nấy cũng mập lút ha, nào mấy mập lút quá trời mập chững ha, bò rất là mập. Rồi con thứ ba nè, con thứ ba trong lô 9 con ha, con thứ ba trong lô 9 con nè. Con nào con nấy xương sóc rất là to, xương chóc to, xương trụ đứng thẳng băng ha, mập lù luôn. Rồi con thứ tư luôn, nói chung em nào cũng mập lút hết, lưng dai nè. Mấy con này là em nói chung là em bắt em lựa dữ lắm cô chú anh chị, vì cái lô này không có chê con nào hết, rất là mập luôn, con nào cũng nấy mập ha, mập lút, giá lại hợp lý nữa, giá là ok. Nói chung là bây giờ hết bò rồi, bò thịt cũng lên giá cho nên em cũng ráng cố gắng, em cũng kiềm giá, em bán cái giá chứ không có bán cao. Rồi còn kế tiếp luôn ha. Nói chung cái lô bò này con nào cũng mập mập đẹp bò của chú anh chị. Con nào cũng lấy chà bá ha. Đó, mấy con này thì 6 tháng mấy tới 7 tháng, cao 1m1 bò hết nha. Thấy con nào nói tán thần không? Lớn bò dữ lắm cô chú anh chị. Kế tiếp luôn.
kem trắng ha. Là đây là hết là 7 con rồi, 7 con kem nha. Lưng dây thì thôi, nói chung con nào cũng lấy cũng là lưng dây đôi mập lù ha. Đó, con nào cũng lấy lưng chà bá không. Rồi, kế tiếp là hai con 3B ha. Hai con 3B. Hàng 3B rất là đẹp nha. Quá đẹp. Rồi, em sẽ quay sơ lại cho cô chú anh chị xem lại ha. Xem lại cái em báo giá rồi, giờ là 9 con ha, 9 con chung một giá nha. Đó, 9 con nào cũng lấy lưng dài thôi khỏi nói ha. Đó, một lúc luôn ha. Rồi, hai con 3B. 7 con kem. 7 con kem này là chung một giá, là 9 con này chung một lô, chung một giá ha. Rồi, 9 con này em để cho cô chú anh chị đồng giá là 14.500.000 một con ha. 14.500.000 một con. Rồi, ở đây là 13.500.000 nè. 13.500.000 có 3 con ha. 3 con giá 13.500.000. Con nào cũng lấy lưng dài đẹp ha. Rồi, em cứ quay sơ lại cho cô chú anh chị xem cái nữa em sẽ kết thúc video nha. Thì cô chú anh chị nào gần xa nếu mà không tới trại xem thì cứ alo số điện thoại em để trên màn hình. Đó, còn cô chú anh chị nào ở xa không có tiện tới trại được thì cứ gọi Zalo ha. Zalo của em cũng là cái số điện thoại trên màn hình luôn cô chú anh chị. Nó cứ kết bạn Zalo rồi alo em ha, em sẽ quay trực tiếp cho cô chú anh chị mẫu con nào thích á, thí dụ cô chú anh chị nào thích con nào á là coi trước đi rồi alo em là em sẽ quay trực tiếp lại con đó cho cô chú anh chị xem. Chứ mà cô chú anh chị không chịu kỹ rồi kêu điện Zalo là coi quay lại hết nguyên lô là cô chú anh chị khó lựa dữ lắm. Đó. Tại vì khi mà quay hết vậy á là coi một hồi là con nào cũng như con nấy á, cho nên là khó lắm. Ví dụ cô chú anh chị á coi được trên trên đây á thì cô chú để ý con nào mà cô chú anh chị thì mẫu cô nào cô chú anh chị nào thích á thì cứ chỉ con đó, em sẽ quay trực tiếp là con đó, chứ mà kêu quay hết nguyên nguyên chuồng là khó coi lắm nha. Tại vì quay một hồi á là con nào cũng như con đó đó. Rồi. Rồi thì video của em hôm nay xin tạm dừng tại đây ha. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị nào muốn tới trại xem thì cứ alo ha. Đường tới trại em cũng dễ đi lắm, em chợ gạo Tiền Giang nhưng mà em gần ở trên quốc lộ 1A ha. Giống như đi ngã ba Trung Lương của tới em cũng được nè, rồi chợ Tân Hiệp hoặc là khu công nghiệp Tân Hương. Đó. Ngã tư Lương Phú ha. Đó, Thanh Bình lên em cũng được nha. Rồi cô chú anh chị nào cần cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nha. Rồi em chào cô chú anh chị.